Thì tiếp theo là bài hôm nay là mình học biết phân tích biểu đồ tròn. Thì khi nói biểu đồ tròn nó có hai dạng, phân tương đối thôi chứ chung quy là mình hiểu mình biết thôi, mấy dạng cũng được. Rồi. Cái dạng đầu tiên nói em là kỳ còn pie, time pie chart này, non time pie chart. Cái biểu đồ tròn có thời gian và biểu đồ tròn không có thời gian. Rồi. Có thời gian là gì? Như cái biểu đồ này chúng cho em hai cái biểu đồ tròn, một cái là năm 2010, một cái năm 2020. Có nghĩa là khi em biết á, em phải đề cập tới cái sự thay đổi từ năm 2010 tới năm 2020. Đề cập sự thay đổi tăng giảm gì đó, mình sẽ có phải nói cái điều đó. Bên cạnh cái việc mà nói tỷ lệ lớn nhất, tại đặc trưng của biểu đồ tròn á, là nói một cái miếng bánh nào lớn nhất, như miếng bánh màu xanh sáng thì lớn nhất nè, miếng xanh sáng lớn nhất ha, và miếng nhỏ nhất ở đây là miếng này nhỏ nhất. Bên đây thì miếng nhỏ nhất là hai này ha, hai miếng nhỏ nhất này bằng nhau đó. Miếng này nữa, ba miếng này giống nhau. Miếng 10% nè, 10% 10% nè, đó. Tức là biểu đồ tròn đặc trưng của nó là nói là lớn nhất nhỏ nhất, nhưng mà khi nó cho cái đề nó có hai mốc thời gian khác nhau thì mình phải nói đến cái sự tăng giảm của nó, sự biến đổi theo thời gian. Và với cái đề như vậy á, thì dùng cái từ là time pie chart. Một số tài liệu nó không dùng chữ này, nó dùng chữ là dynamic chart, dùng từ biểu đồ có sự dynamic là động, năng động, động là thay đổi ha. Còn cái dạng thứ hai á là biểu đồ tròn mà không có hàng thời gian, giống như cái này nè, biểu đồ tròn cho thấy cái lượng hàng hóa xuất khẩu của ba nước Argentina, Chile và Mexico đi mấy thị trường Mỹ, châu Âu, các nước Mỹ Latin khác và khu vực khác ha. Thì cái biểu đồ này nó không có thời gian, cho nên mình không có đề cập tới sự thay đổi theo thời gian. Thì cái kiểu này giống mấy từ khác có thể ghi là cái static chart, biểu đồ tĩnh, không thay đổi ha. Nhưng mà từ nào cũng quan trọng là em hiểu vậy rồi thì dùng cái chữ sao với non sao luôn cho dễ hiểu. Bỏ cái static với lại dynamic này, và có sao có thời gian, còn non sao có thời gian thì nó không quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái bài report cho time pie chart, tức là viết cho cái bài này. Thì mình sẽ viết thì tắt này nó rộng chết cho nhỏ này. Thì làm sao ta? Phải làm sao để thầy viết cho nó dễ nhìn, cho thầy một giây. Rồi. Cái đề này nó nói là biểu đồ dưới đây cho thấy những biểu đồ dưới đây, hai biểu đồ ha, cho thấy student là student ratio. Mình có cái từ race là chủng tộc, suy ra tính từ của nó là race, ratio là tính từ của nó thuộc về chủng tộc. Race là chủng tộc, chứ không có từ phân biệt chủng tộc là discrimination, tức là phân biệt chủng tộc. Nó thêm cho mình biết rồi ha. Còn cái từ demographic, cái từ này vốn dĩ nó là thống kê dân số. Ví dụ như giống như thống kê dân số Việt Nam, demographic tức là Việt Nam có 97 triệu, trong đó 40% là nam, 10% nữ. Thang dân số từ nhóm 0 đến 10, 10 đến 15, 15, 20, thì mỗi một cái nhóm tuổi đó bao nhiêu học sinh gì đó, thì cái đó gọi là thống kê dân số. Nhưng mà ở đây ratio demographic là thống kê thì cái gọi là chủng tộc về sinh viên từ đại học New Zealand 2010-2020. Rồi, thì năm nay 2010 ha, 2020 thì mình có trường đại học ở New Zealand, thì mình thấy là có năm 2010 ha, sinh viên New Zealand bản địa thì có 30%. Oceania là châu đại dương, tại có từ ocean là đại dương ha, ocean là đại dương. Suy ra Oceania đó mình hiểu đó là châu đại dương. Châu đại dương tức là ngoài nước Australia, New Zealand, nó còn 20 cái đảo nhỏ ở cái khu vực châu đại dương, Thái Bình Dương nhé.
Ví dụ có nước nào Tonga, Fiji, Samoa, Cook Island gì đó, em không còn biết mấy này, nhưng mà giải thích thêm em hiểu cho đại dương là cái gì thôi. Mình có biết, nói chung là biết nhiều đỡ lắm. Em muốn đọc đọc em mấy cái bài đọc nó đề cập tới Oceania thì mình cũng hiểu nó đang nói là cái gì ha. Rồi à, cái chấm chấm ở đây là Oceania cho đại dương. Tại mấy cái nước này nó gần New Zealand cho nên nó khoa học cũng đồng, thấy không? Nó khoa học khá là đồng ha. Asia, Asian, châu Á, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, European, từ châu Âu, khoa học, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, African, mà mấy nước châu Phi, rồi ha, American là châu Mỹ, đó, rồi này khoa học. Thì ở đây thì cái sự thay đổi của nó thôi, sự thay đổi. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ viết cái mở bài, introduction mình viết trước. Khi mà viết mẫu bài thì các em không cần thiết phải phân tích nhiều cái thầy đâu, thầy nói cho em hiểu nhiều vậy chứ mới viết mẫu bài chỉ cần hiểu mỗi câu này là viết được rồi. Mà nếu mà hiểu được cái này thì viết hay hơn. Rồi mở bài thì bây giờ the chess nói cho mình là the chess thì mình hầu như không có cách nào một là em giữ nguyên the chess, còn nếu em có thay đổi xíu em thêm được pie chart vậy thôi. Ha, mà không có thấy cách gì để thay đổi hết. Rồi, the pie chart. Tiếp theo là cái từ show, below thì bỏ đi. Ok, cái từ show mình bỏ đi thì mình dùng từ illustrate. Rồi, mình không có thêm S nha. Tại vì ở đây hai biểu đồ nó có S rồi, cho nên mình không thêm S đây. Rồi, rồi cái từ mà thống kê dân số của thống kê về chủng tộc của sinh viên á, thì hầu như mình cũng có thể mình không biết. Bây giờ nếu mà dở nhất á, trường hợp mà dở nhất á nha, thì em phải viết như vậy, em ghi là racial demographics of student. Tại vì giả sử em không biết cái từ nào mà thay cho cái racial demographics of student á, thì em viết như vậy. Ok ha, thầy sẽ nói thay từ này sau. Rồi, ở một trường đại học, nó ghi là ở một trường đại học ở New Zealand đúng không, thì em phải viết như vậy, em ghi là New Zealand University. Ok, nó ghi là tại vì ở đây là University New Zealand thì viết lại là New Zealand University, không đổi được, đại học không có đổi được, em đổi gì vậy, em không đổi được, còn New Zealand thì đổi về tên nước mà đổi gì vậy, em không đổi được ha. Có cái từ thì cái New Zealand có một cái từ, nó là từ kiwi này nè, thì nó cái từ kiwi nó hay lắm. Kiwi á, nó có thể là một cái loại trái cây, trái kiwi em ăn ha, trái kiwi á, nó giá ở Việt Nam nó hơi đắt, ở bên New Zealand nó rẻ bèo luôn. Ở Việt Nam thì nó đắt rồi. Có thể là nó một con là chim, nó hỏi chim thôi chứ nó không có cánh, nó không bay được. Thì có mấy cái clip về mấy con chim này cũng rất là hay và ý nghĩa trên mạng ha, về chim kiwi. Và có khi á, người New Zealand á, họ tự xưng họ nó câu là oh yeah, where you from, I am kiwi, tôi là người kiwi, tức là tôi là người New Zealand á. Nhưng mà mình không có nên dùng từ kiwi thay ở đây được. Tại vì sao vậy? Tại từ kiwi nó có phần nào đó là informal. Where you from, I am kiwi, tôi là tụi kiwi á, nghe nó hơi không có trang trọng, cho nên mình không có nên dùng chữ này thay ở đây, cứ để nguyên vậy thôi. Và thầy không có gửi thầy từ này nha. Rồi. Tiếp. Nhưng mà nếu em thấy không, một trường đại học ở New Zealand thì em nên đảo lại là ở New Zealand University. Em không đảo lại em viết giữ nguyên cái này á thì nó lọc lại nhiều quá. Rồi. Ở năm 2010 và 2020 thì em mới ghi là ở 2 năm in 2 years. Sorry. In 2 years, 2010 and 2020. Nó khác đi một chút ha. Ta là between in and, còn mà in 2 years có thêm in 2 years thì nó khác chứ. Rồi, thì ít nhất là một cái mở bài cơ bản nhất á, là phải biết được vậy. Và bởi vì ở đây ba từ liên tiếp, mình đã đảo đi, mình chỉ viết hai từ liên tiếp thôi. Từ thứ ba đảo là phía sau rồi, coi như có sự thay đổi. Rồi. Nếu như mà một số người lanh hơn á, thì họ có thể thay chút xíu vậy. Tôi nói lanh nha, chứ tôi không nói biết nhiều nha. Lanh hơn thôi. Thì nó vậy. Em thấy đây là thống kê chủng tộc của mấy nước này. Anh nhìn ở đây, New Zealand nè, rồi châu này, châu kia, ha, khu vực này, khu kia. Thế thì cái từ khu vực á, trong tiếng Anh có từ là region. Thì mình có thể viết một cái better version như thế này, tức là mình không có dọc lại cái từ mà racial demographics, mình viết khác đi, mình viết là the pie chart illustrate
những khu vực mình dùng the region, những khu vực, ok, một cái mệnh đề phụ đây là where, những khu vực mà sinh viên ở trường đại học đến từ khu vực đó, ok, the regions where students at New Zealand University came from, đến từ đâu hả? In 2 years 2020 như vậy. Thì ở đây mình nói là mình không nói là thống kê về cái chủng tộc từ nước từ khu vực nào, mà mình nhìn vô biểu đồ thấy khu này mấy mấy cái này ha, có thể ghi là region, khu vực nơi mà sinh viên nó đến từ đó ha. Thì quy cái này giống như mình đề phụ về chúng mình nghĩ cái từ khu vực nơi mà những sinh viên một trường học đi lên đến từ đó, rồi minh họa cho những khu vực mà sinh viên đến từ đó. Tại vì đây nó vừa có nước New Zealand, nó vừa có những châu lục. Nếu như mà nói những nó chỉ là châu lục không á, nếu như nó chỉ là châu lục không á, thì mình có thể thay từ region này thành từ continent. Continent ha. Mà nếu như mà nó không phải là châu lục và đất nước mà chỉ đất nước không á, thì có thể ghi từ country. Và tất nhiên số nhiều ha, số nhiều luôn đây cơ thầy. Mình có thể biết câu là biểu đồ tròn minh họa những đất nước, những đất nước nơi mà sinh viên ở một trường đại học New Zealand nó đến từ mấy nước đó. Giả sử đây là Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mã Lai, Indo, Campuchia, đó ví dụ vậy á, thì dùng countries. Còn nếu như nó không có chữ New Zealand mà nó kiểu những châu đại châu châu lục không á, thì mình dùng đi continents, ok. Thì đây là một cái better version, một cái bản tốt hơn. Còn nếu em muốn tốt nữa thì em có thể, nếu như có ai mà gọi là lanh chút xíu, biết nhiều từ hơn á, thì em có thể biết là cái thống kê kiểu này hay gọi là thống kê về, không phải thống kê mà là cái sự đa dạng về sắc tộc của sinh viên trường đại học. Đa dạng sắc tộc tức là có sinh viên nước này, sinh viên nước kia, sinh viên nước nọ, ok. Thì mình có thể thay cái từ racial demographic này nè thành một cái từ khác, tất cái từ thì viết đây đi, tập viết đây the pie chart illustrate, ok, ethnic diversity, sự đa dạng sắc tộc, tức là từ nhiều khu vực khác, rồi of student and a new Zealand university in 2 years 2020. Rồi ví dụ vậy thì em chọn cái nào cũng được ha, mở bài nào cũng ok ta. Đây mở bài nha. Để tạm thời đóng khung nó đi, để thành những cái khu vực để lắp em nó ok. Sau khi viết một bài xong đó, thì mình sẽ phải chọn tổng quan ha, overview. Thôi cho thầy viết overview trên đây luôn nha, cho nó đè cái này xuống để thấy ghét. Rồi, tiếp theo là viết đoạn overview tổng quan. Tổng quan thì mình viết gì đây? Tổng quan thì á, thầy nói em nghe về nè. Tức là về mặt logic, hôm bữa mình học về biểu đồ đường á, hôm bữa mình học về biểu đồ đường thì mình phần tổng quan á, mình nói nào tăng nào giảm, nào increase nào decrease, ok. Thì qua cái biểu đồ này á, cái phần tổng quan mình có nên nói thằng nào tăng nào giảm hay không? Ví dụ nó là sinh viên New Zealand từ 30 lên 35 tức là nó tăng đúng không? Rồi Oceania là từ 20 xuống 10 là giảm, ví dụ vậy đi. Mình có nên nói tăng hay giảm hay không? Thì câu trả lời là no. Vì sao vậy? Tại vì em nhìn kỹ nè. Nếu là một biểu đồ đường á, em nhìn vô cái đường á là biết nó tăng giảm liền. Có nghĩa là cái đó cái đập cho mắt em đầu tiên, em nhìn biết tăng giảm liền, lên xuống là biết liền. Còn cái này á, em không biết tăng giảm á, em phải nhìn từng thằng. Em nhìn này 30, 35 ha, bự lên chút.
có kèm thấy cái miếng bự hơn, nhưng mà cái nhìn cái số nó 33-35 nè, là giảm thấy dễ nè, này lên chút xíu, nhìn kỹ 15-25, rồi này có vẻ nghe từ chút xíu ha, 15 số 10, có nghĩa là em phải nhìn số rất là kỹ. Và nếu em nhìn số kỹ như vậy á, thì nó giống như việc phân tích ở thân bài rồi, nó không phải là overview nữa. Overview là cái gì mà nhìn vô đập cho mắt thấy liền, đập mắt thấy liền. Cho nên á, mình sẽ không có đề cập, mình không đề cập cái sự tăng giảm trong overview ở đây. Ok. Và thay vào đó mình sẽ đề cập hai ý như sau. Ok, để cho em hai ý, hai điều một với là ID 2. Cái ID đầu, cái ID 2 á, phải là ID 2 trước đi. Cái đặc trưng của biểu đồ, đặc trưng của biểu đồ tròn chính là miếng nào bự nhất, miếng nào nhỏ nhất, miếng nào bự nhất, cái này nhỏ nhất ha. Em thấy nhìn anh biết là nhìn anh biết ngay màu xám bự nhất nè, không có gì suy nghĩ nữa hết, rồi màu xám bự nhất. Thế thì á, nếu như em thấy trường hợp một cái đối tượng A và nó lớn nhất trong 2 năm luôn, tức là trong 2 năm 10, 2010, 2020, thì cái ý thứ hai của em chỉ biết về nè, em biết câu là A chiếm tỷ lệ lớn nhất, accounted for the largest percentage, tỷ lệ lớn nhất trong cả 2 năm, in both years. Còn nếu như em thấy không được ta. Ok đi ha. Còn nếu như em thấy A lớn nhất năm đầu nhưng mà năm sau thằng B lớn nhất, tức là năm đầu thì tỷ lệ có miếng này bự nhất nhưng qua năm này cái miếng khác bự nhất chẳng hạn ha, thì mình sẽ viết câu khác. Mình sẽ viết như vậy. Mình viết là A, đối tượng A ha, và là in the first year đi, trong đầu tiên đi. In the first year, A chiếm tỷ lệ lớn nhất, accounted for, quá khứ nha, accounted for the largest percentage, nhưng mà bị thay thế bởi thằng B, cái tỷ lệ lớn nhất đó đó, which was replaced by B vào năm thứ hai, in the latter year. Thầy giải thích thêm cái từ latter year là gì? Khi em có 2 năm, khi có 2 năm, ví dụ như 2010 và 2020, thì ngoài cái việc em nói là trong năm đầu tiên và năm thứ hai, em phải dùng đó là thì cái năm 2010 á, em phải nói là in the former year, và năm thứ hai á, 2020 là in the latter year. Cái từ former latter nghĩa là vậy thôi, tức là năm đầu và năm sau. Năm đầu và năm sau ha, đó là former và latter. Cho nên em phải dùng chữ latter year ở đây. Ok. Em không muốn dùng first year, dùng chữ former year thì cũng được, nhưng mà không nhất thiết với hiệu cặp. Thầy hầu như không thích với hiệu cặp, viết khác khác một xíu để mình khoe mình biết chút chút vậy thôi. Rồi. Đó, thì cái ý thứ hai em có thể viết này. Thì nhìn ở đây nè, cái biểu đồ của mình nè. Em thấy là cái thằng màu xám tên là Dylan nè, là lớn nhất 2 năm đúng không? Là một lát nữa khả năng viết câu này đó, tỷ lệ nhất rồi 2 năm rồi. Tới ý thứ hai, ý thứ nhất nó cái gì? Ý thứ nhất là sự tăng giảm, sự thay đổi, nhưng mà mình không biết thằng nào tăng thằng nào giảm, mà nó đập vô mắt mình, cái biểu đồ đập vô mắt mình. Em nhìn nè, ở đây em thấy này, đây gọi là xám bự nhất nha, xám bự nhất là tới này rồi dày rồi mấy này, tức là nếu em thấy nhìn chung em thấy cái miếng bánh của mình á nó thay đổi nhiều, giống như là ở đây á, miếng này thì tăng chút xíu thôi, nhưng mà này 20 số 10, tức là cái miếng bánh này nè nó to, số này nó nhỏ xíu, mà còn này nó nhỏ nó to lên, thằng này to là nhỏ xuống, rồi thằng này nhỏ to lên, tức là nó thay đổi nhiều như vậy á, thì cái đây á mình sẽ làm thay đổi. Và thầy nói nha, nếu thay đổi nhiều thì mình có thể viết câu như vậy, there were significant change, có sự thay đổi đáng kể ha, in all groups, ở tất cả các nhóm. Cái từ all group là tùy nha, significant change thôi, rồi ở cái gì đó thì tùy. Ví dụ như là ở đây có nhiều nhóm học sinh, nhiều cái đối tượng này á, thì mình viết ra cũng được, không là hiểu nguyên. Còn nếu em thấy nó ít thay đổi, tức là nếu thầy còn ít, tức là nếu như em thấy nó
Nếu như em thấy nó gần như giữ nguyên, tức là miếng bự cũng bự, rồi miếng bự, miếng này bự bự thì cũng đây cũng bự bự này, tức là nó xây xịt chút xíu thôi á, nhìn như mắt mình là thấy liền á, thì mình có thể viết câu này, đó là there was only minimal change, tức là chỉ có sự thay đổi nhỏ, chỉ có sự thay đổi nhỏ về cái gì đó, in cái gì đó kể ra, đó chỉ thực hiện em luôn về các nhóm hay gì về cái gì đó thì viết ra hết rồi. Còn nếu em thấy, nếu em thấy nó em không thấy rõ, không biết nó có thay đổi, nhưng mà biết là nó nhiều ít, nó không rõ như cái bài này là nó không thực sự rõ lắm ha. Như thằng này á thì lên chút xíu, thằng này giảm nhiều, nhưng thằng này nhớ chút xíu rồi không biết thằng này giữ nguyên nữa chứ, không biết thằng này nhiều ít nữa. Ở đây thì mình có thể mình để lỗi là không rõ này, trong trường hợp không rõ lắm thì mình viết như vậy. There was some change, có một số sự thay đổi ha. In đó, nếu mà thấy đấy nhiều thì nó là significant, nếu mà thấy được ít thì nó là minimal, còn nếu mà thấy không rõ lắm thì có vài thay đổi. Ai bắt bẻ được cái chữ bài, bài là nhiều chuyện của em muốn nói gì em nói, bài em viết mà đó, cho nên em viết bài. Thế thì bây giờ với cái bài này mình sẽ viết như thế nào? Hãy mình đi xuống nha, tại viết ở đây đi. Rồi, nhìn chung overall, rồi there was some change, okay, there was some change, có một vài thay đổi ha. In tỷ lệ thay đổi cái gì? Mình không ghi là there was some change, mình ghi về là chết ngắt đó nha. Ghi cái câu về là chết ngắt bởi vì nó không có tròn ý nghĩa. Mình phải nói là thay đổi cái gì? Cái thay đổi đây là thay đổi về tỷ lệ của các nhóm này. Ha? Mình ghi là there was some change in the percentage or the proportion cũng được. Có vài sự thay đổi. Okay. Percentage of on group. Rồi, câu đầu tiên. Câu thứ hai, mình sẽ nói cái ý thứ hai của mình, tức là thằng kiếm nhiều nhất, tức là thằng local, thằng sinh viên New Zealand ha, thằng kia là New Zealand students make up chiếm tỷ lệ lớn nhất, the largest proportion in both years. Rồi, đây là một cái overall cơ bản ha. Thay đổi cơ bản, hai ý. Ý đầu tiên, thay đổi nhiều hay thay đổi ít. Ý thứ hai, mình sẽ nói về cái thằng nào lớn nhất. Ok. Thế thì cái overview này nó chỉ là tạm thôi, nhưng mà nó còn dở lắm. Nó dở ở chỗ là ở đây chỉ có một cái vấn đề. Ở đây cũng một vấn đề và nhìn nó cũng tương đối ngắn. Ok. Thì làm sao cải thiện nó bây giờ? Thì sẽ ghi một cái better version ở đây. Có vài sự thay đổi ở tất cả các nhóm, nhưng mà mình thấy có một thằng không thay đổi, chính là thằng Mỹ, thằng America này 10-10, mấy cái thay đổi mà Mỹ không thay đổi đúng không? Thì mình có thể tiếp thêm cái thằng đặc biệt này của đây cũng được. Mấy mình kỹ sẽ thấy Mỹ không thay đổi ha, rồi và thằng Mỹ luôn luôn là 10 và nó luôn luôn là tỷ lệ nhỏ nhất trong cả 2 năm. Ok, thế mình có thể thêm như vậy, mình ghi câu là overall there were some, có vài thay đổi, change. Cái chữ change này nó vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được, cho nên nếu em dùng chữ changes ở đây á thì em dùng chữ were đây cho thầy ha, còn nếu em dùng danh từ không đếm được á thì were sử dụng change thì cũng được nha. Mấy con mấy bạn thắc mắc là tại sao chữ change mà thầy cứ xâm mà thầy cứ viết dạng không dạng sức ích, tại vì nói vừa đếm được cũng được. Rồi, có một vài sự thay đổi, there was some change về in the percentage on group ngoài trừ thằng Mỹ, except for, là ngoài trừ ha, except for là ngoài trừ the American one, tức là cái nhóm, tất cả cái nhóm trừ cái nhóm Mỹ, American, cái chữ one này thay chữ group, American one, ngoài trừ cái nhóm Mỹ, okay,
Và cái nhóm Mỹ này nè, nó chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong 2 năm, thì mình có thể viết như vậy, chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong 2 năm, lẽ ra mình viết là account về, nhưng mà mình không viết là account tiền đường, tại vì cái American này á, cái American qua này á, nó là giấy tờ, nó là object đứng sau giấy tờ for, và nó đứng sau như vậy á, em không chia thì được, em không chia thì bình thường được. Một á, là em chia dạng với biên là accounting for, còn nếu em không chia dạng vậy á, thì em dùng account thì em phải dùng chữ which ở đây. Đó. Which accounted for the shortage share in both years. Ví dụ vậy nha. Thì cái mệnh đề này nè, nó bổ nghĩa cho thằng American, nhóm American ha. Rồi, in both years. Hay nói lại, bởi vì American ở đây á, nó đứng sau giới từ, cho nên động từ phía sau accounted for này á, em không có chia, em nếu mà mục đích là sai, chỉ có chủ từ bình thường đứng đầu câu đó hoặc đứng đầu mệnh đề á mới dùng động từ chia thì thôi, còn ở đây nó đứng sau giới từ cho nên nó em phải tìm chữ which cho nó mới chính xác, tại vì khi đó ở đây nó đang đóng vai trò là túc từ của giới từ for, em không có chia từ tiếp được, em phải biết vậy ha. Rồi, đây là một câu tương đối ok rồi. Thế thì á, thằng này á chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong khi á đi lên chiếm tỷ lệ lớn nhất, có nghĩa là hai thằng đó nó ngược nhau, và khi nó ngược nhau mày biết gần nhau như vậy á, thì em thêm cái này vô in contrast, ok, ngược lại cái từ mà sinh viên như lên này nè, em viết như lên cũng được, còn nếu không á em viết từ lâu không sinh lên cho này, tại sao vậy, tại vì á, trường đại học ở New Zealand cho nên sinh viên bản địa tức là sinh viên lên ở địa phương nhé, sinh viên địa phương New Zealand ít vậy là hợp lý rồi, local student. Nếu mà viết lại nè, make up the largest proportion in both years. Dù vậy nha, thì mình thấy dở là mình lặp lại chữ in both years, lặp lại chết rồi, lặp lại rồi. Làm sao bây giờ? Thì có một cách này, có một cách là mình chữa cháy này. Mình thấy là ở đây nó lớn nhất, mặc dù có sự thay đổi, có thay đổi nhưng mà nó vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, thì mình sẽ dùng cách đó mình viết, mặc dù có sự thay đổi, mặc dù những thay đổi despite the change, mặc dù những thay đổi, em nhớ cấu trúc nha, despite là cộng tên now hoặc là cốt in, rồi despite now cốt in, cho nên là mặc dù sự thay đổi despite the change. Nhưng mà cái câu tiếng Việt mình nó phải vậy nè, mặc dù có những thay đổi nhưng mà nó vẫn lớn nhất, nó vẫn chiếm tỷ lệ nhất, nó thiếu một cái từ vẫn nữa, cho nên á em tìm từ vẫn cho đây, still make up the largest proportion in 4 years. Rồi tới đây là câu tạm thời ok ha. Thì đó cái bài của thầy ở đây á, thầy sẽ thêm cái này vô nữa, mặc dù có một số thay đổi đáng kể, đáng kể không cũng tùy mình á, ví dụ thấy này gấp đôi xuống 10 thôi đáng kể đi, này 10 lên 15 tăng gấp rưỡi, 15 xuống 10 giảm gấp rưỡi, thì em thấy đáng kể không cũng tùy, nhưng mà thầy thêm cái từ sự tiếp canh này vô cho nó hay, nó nhấn mạnh lên, có nghĩa là có thay đổi đáng kể đó nhưng mà có hai thằng không đổi, đó là thằng thấp nhất và thằng cao nhất, ví dụ vậy thì mình thêm cho nó mạnh thôi. Rồi thì một cái phép tốt hơn như vậy, vậy là mình đã biết được overview và thằng báo bài xong tốt như đây, cái coi đóng khung này làm cái được để cho nó xuống như kia luôn. Nghĩ giải lao á, một phút trước khi viết thân bà.
Rồi, thân bài, trước khi mà viết thân bài á, thì mình có thể liệt kê một số này, liệt kê trước ha. Vậy cái bài trong này của mình á, thể nào một lát nữa mình cũng phải viết cái kiểu như là sinh viên từ châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm, sinh viên từ Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm, thế nào mình viết cái đó à? Thì mới liệt kê một số cách, như là sinh viên student from Asia make up 30%, ví dụ vậy nha. Đây cách thứ nhất. Cách thứ hai mình ghi là student tỷ lệ sinh viên châu Á, the proportion of student from Asia was, tỷ lệ sinh viên của châu Á là 30%. Okay. Hay là the percentage of Asian student was 30%. Ở đây là ngoài chuyện mà giữ proportion percentage thay thế, thế là sinh viên từ châu Á, sinh viên châu Á đó, thì mình biết cho nó đa dạng ha. Còn nếu như mình đã liệt kê mấy cái thằng khác rồi á, mình ghi là the figure for Asian student, cái số liệu của sinh viên châu Á là 30%. Thì mình có thể liệt kê trước để một lát khi mình viết á, mình sẽ thay đổi cho nó đa dạng. Còn nếu em không liệt kê trước á, em viết xong một kiểu đi, xong rồi em thay thay vô sao cũng được. Rồi. Khi mà viết thân bài á, thì mình có nhiều cách viết, mình có nhiều cách viết, luôn luôn có nhiều cách viết. Và thầy ở đây với cái dạng mà time hay chart này á, thầy sẽ nói em á, là nó có hai cách viết hay gặp à, có hai cách viết. Cách thứ nhất em nghĩ nè, cách một nha, tất nhiên mình sẽ chia nó thành hai đoạn ha, thường mình sẽ chia là hai đoạn. Cách một á, đoạn một em viết cho năm 2010 thôi, và đoạn hai em viết sự tăng giảm lên năm 2020, em viết cho cả số đối tượng luôn. À, thì đếm rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng là 6 đối tượng. Đối tượng. Ok. 6 đối tượng. Rồi. Cách thứ nhất. Cách thứ hai, mình có thể viết những cái đối tượng tăng. Viết về những đối tượng tăng ha. Đối tượng tăng. Đối tượng tăng là đối tượng nào? Đối tượng tăng thì mình sẽ đi phía sau. Ok. Và đoạn 2 thì từ viết bài nó phải là đoạn 1 đây. Okay. Và đoạn 2 tức là những viết về những đối tượng giảm. À, không đổi gì đó, chung chung đi. Nếu mà có thì mình chung chung đi, dù vậy. À. Và viết cả 2 năm ha, 2010 tăng lên 2020, đây cũng là 2010 tăng lên 2020. Rồi. Thầy cứ nên viết hai cách luôn không ta? Chị Nga nói đi, thầy cứ nên viết hai cách không? Wow, ok không? Viết hai cách không? Viết một cách. Viết hai cách. Viết hai cách là hay đuối luôn á. Viết hai cách cũng được nhưng mà không biết tới mấy giờ nha. Tới 9 giờ mấy em ráng chịu nha. Rồi. Thầy sẽ viết cho em cái cách đầu tiên trước nè. Hai cách như thầy. Rồi. Cách 1 thầy sẽ viết cho năm 2010 nha. Thầy nhìn nha. Thầy sẽ viết. Rồi. Đoạn 1 nha. Body 1. Năm 2010. Rồi, nhìn năm 2010 là năm này nè, mình thấy cái gì? Thấy gì nó đó nha. Mình thấy là tụi sinh viên New Zealand á, là nó chiếm 30% tổng sinh viên trong năm 2010. Tất nhiên là mình đừng có nói câu là nó chiếm tỷ lệ lớn nhất nữa, tại vì ở trong cái phần gì đây nè, phần này nè, mình nói sinh viên bản địa nó lớn nhất rồi, cho nên ở đây mình có lọc lại nha. Thì thầy cho nói là sinh viên New Zealand chiếm tỷ lệ 30% trong năm 2010. Rồi, tại vì nè, local people
người bản địa ha, và nếu thì không không như là người địa phương đó, có nghĩa là New Zealanders, rồi người New Zealand là New Zealanders ha. Chiếm comprise 30% về cái gì? Of the total number of students, chiếm 30% tổng số sinh viên năm 2010. Rồi, lấy là chấm vậy. Nhưng mà khi mình viết mình nhớ, mấy em có nhớ là mình hay so sánh, mình phải so sánh này kia để cho thấy mình có nhận xét gọi là make comparison where relevant, thực hiện so sánh khi có liên sự liên quan đó. Thì so sánh như nào? Thì thấy thằng này nó chiếm 30% và nó gấp đôi. Tại vì nếu nó là 30% cao hơn nhiều so với 20%, nó chán lắm. 30% này gấp đôi hai này, phải không? Gấp đôi hai này, đó là thằng Asia với lại thằng Europe, BN. Ok, vậy thì tiếp này nè. Which was double, so sánh nha, double the proportion, gấp đôi tỷ lệ của couple percent of students from Asia and Europe. Rồi. Vậy là viết được ba khu vực rồi đó, viết cho thằng New Zealand, thằng Asia, thằng Europe này gấp đôi hàng kia, gấp đôi là ta hiểu rồi nhé, ta tự hiểu 30 x 2 = 15 rồi, mình phải viết số 15 của cái này nữa. Đó là câu đầu tiên. Câu thứ hai mình sẽ nói là này gấp đôi hàng này, rồi mình sẽ viết như sau. Số liệu của em thấy thay đổi không? Thầy sẽ không ghi là sinh viên Oceania, thầy ghi là the figure four, the figure four Oceania, tính từ của nó Oceania là danh từ Oceania, tính từ Oceania students. Số liệu của này là 1/5, 1/5 tức là 1/5 là a fifth. Rồi so sánh này, thằng này gấp đôi hàng kia, gấp đôi hàng kia, nhưng mà mình đừng ghi là double gì nãy nữa, tại vì double có rồi, mình sẽ nói là cao bằng hai lần, mình ghi là which was two times hai lần ha, as high as đó, two times as high as, cao gấp đôi, as, okay, cao gấp đôi ai, cao gấp đôi sinh viên đến từ hai khu vực này, hoặc là cao gấp đôi những người quốc tịch này, rồi as the African and America. Okay. Để ra đây chấm cũng được, chấm cũng được. Còn nếu như em muốn cao hơn, nếu em muốn số nha, thì viết mày. Hai đó bằng nhau ở mức là 10%. Thích viết thì viết, không viết cũng sao. Rồi. Đó đầu tiên em thấy không? Mình chỉ viết riêng năm 2010 thôi. Chỉ cho 6 đối tượng luôn và có sự so sánh. New Zealand cao hơn châu Á, châu Âu, châu Đại Dương cao hơn gấp đôi phía Mỹ đó. Viết vậy thôi là xong đoạn đầu tiên rồi. Đoạn thứ hai, viết những đối tượng gì ạ? Đây với viết sự tăng giảm trong 2020. Viết sự tăng giảm trong 2020 ha. Rồi, đoạn body 2 thì viết đây. Đó là increase or decrease từ 2020. Rồi thầy sẽ viết như sau đây. Thầy làm sao thầy giấu cái này vô ta? Thôi thầy tạm thời thầy viết cái body 2 đây nha. Thầy đi xuống dưới trôi, thầy viết đây đi, xong đó thầy sẽ quay lên thầy copy xuống. Rồi, tăng giảm thì mình thấy là sinh viên bản địa năm 2020 là 35, nhưng mà mình không thấy ghi là in 2020 the share tỷ lệ ha, the share of local student increase to tăng lên 2020 increase to 35%, này tăng nhẹ nha, increase slightly to 35%. Nhưng mà mình không biết như vậy được. Em biết tại sao không? Tại vì á, năm 2010 nó là 30%, nhưng mà năm 2020 nó là 35%. Em không biết cái việc tăng từ 30 lên 35% diễn ra năm nào. Em không biết tăng năm 2011, 2012, 2013 hay là 2019 hay là vào năm 2020 nó
là cái em nhìn thấy chỉ là con số năm 2020 thôi, còn tăng năm nay không biết. Thành ra hôm bữa thì có chuyện với em á là mình viết bằng cách là dùng by, và ở đây dùng là quá khứ hoàn thành, have increased. Tức là trước năm 2020 thì nó đã tăng lên, tức là trước một thời điểm trong quá khứ mình dùng thì quá khứ hoàn thành. Mình chỉ biết là trước đó nó tăng thôi, còn ta khi nào kệ nó không quan tâm. Ok, cho nên dùng by này là chính xác nhất ha. Trước năm 2020, tỷ lệ sinh viên bản địa đã tăng lên 35%. Ok, bây giờ hầu như là không có còn gì để so sánh được nữa. Và nếu có viết thì viết vậy thôi, giữ nguyên vị trí đầu bảng ha. Remain nên the largest proportion, chỉ duy trì cái vị trí gọi là cái tỷ lệ lớn nhất. Rồi thằng nào tăng nữa, thằng nào tăng nữa. Bây giờ mình thấy thằng Asian là từ 15 tăng lên 20, và thằng African từ 10 lên 15. Đó là những thằng tăng nha, có những thằng tăng. Còn mấy khi giảm nè, 20 giảm xuống còn 10 nè, 15 xuống còn 10 nè, này 10 giữ nguyên nè. Cho nên hai thằng tăng tiếp theo á, mình thấy á, chính là thằng Asian với thằng African, và thậm chí nó tăng bằng nhau luôn. Này 15 lên 20 là tăng 5%, này 10 lên 15 là tăng 5%. Ok, thế mà sẽ ghi sao giờ? Tương tự như vậy, mấy khi chúng ta okay. Likewise, tương tự như vậy, Asian and African students cũng tăng, nhưng mà không dùng increase. Tại khi mình đã dùng động từ rồi, bây giờ mình dùng dạng khác đi, mà ghi là witness rise tăng 5% ha. Tăng 2 nó tăng 5%, chạm bao nhiêu? Chạm ngưỡng là 20% hay 15%, 5% theo thứ tự đó, respectively theo thứ tự đó. Tức là thằng Asian nó sẽ tăng lên 20 và thằng African tăng lên 15. Ok, theo thứ tự đó. Đó là mấy thằng tăng, còn lại là mấy thằng giảm. Mấy giảm là hai thằng giảm là thằng 20 xuống còn 10 nè, thằng Châu Đại Dương 20 còn 10, với lại thằng Châu Âu ha, từ 15 xuống 10, tức là hai đó giảm. Thế mà sẽ ghi là ngược lại, in contrast, đó là ha. Có, mình đã dùng động từ increase rồi, mình đã dùng witness arise rồi, hiện đây mình dùng cấu trúc there was à, có một sự giảm. There was a drop in, giảm là cái gì? Về số lượng, về cái con số của hàng kia. In the figure for Oceanian and European, về đối tượng là mấy cái thằng của mấy nước kia ha. Giảm xuống bao nhiêu? Thằng này 20 xuống còn 10, thằng kia 15 xuống còn 10. Vậy là hai cái giá trị cuối cùng giống nhau. Vậy là như là to the same 10%. Ha? 20 xuống 10, 15 xuống 10. Tức là hai đó cùng giảm xuống 10%. Thằng còn lại là thằng nào? Đó là thằng American. Thằng đặc biệt nó khác này kia, đó là giữ nguyên. Có ghi là on the other hand, mặt khác. On the other hand, mặt khác, thì cái American student remained unchanged, không đổi. After 10 years, sau 10 năm nó không đổi. Ok, sau 10 năm nó không đổi. Nếu mà em muốn thấy cảm giác như là muốn thay đổi vị trí của những in contrast xuống đầu câu nè, likewise xuống đầu câu nè, thì cái on the other hand này nè, em hãy chuyển chỗ đi, không đặt đây. Em ghi là on the other hand đặt đây. Remain unchanged. Thì là mình đã có được cái đoạn thứ hai rồi. Thì copy xuống kia. Rồi, đó là cách viết thứ nhất ha. Cách viết là viết đoạn 1 cho các đối tượng năm 2010, và đoạn 2 sự tăng giảm của các đối tượng năm 2020. Đó là cách thứ nhất. Còn cách viết thứ hai, đó chính là cách này. Thì cách hai tên nha. Thì ra đây để viết. Rồi, cách thứ hai là mình viết đoạn 1 mấy thằng tăng mình viết chung, đoạn 2 mình viết mấy thằng giảm. Ok, thì mấy em muốn viết thì viết luôn mấy em coi cũng được. Rồi, mình viết vậy. Body 1 nha. Rồi body 2.
Mentan là mang gì? Mentan chính là thằng đầu tiên là thằng sinh viên bản địa. Ok, thì sẽ viết là New Zealanders chiếm 30% tổng số sinh viên năm 2010. Of the total number of students at the university University. Thì là người New Zealand chiếm 30% tổng sinh viên ở trường đại học này vào năm 2010. Và con số này em thấy là nó tăng lên 35% đúng không? Tăng nhiều lên 35%. Ok. And the figure grows slightly, tăng nhẹ lên to 35%. Năm 2020, có thể viết 2020 cũng được ha, hoặc là viết câu là 10 years later, 10 năm sau đó. Rồi. Tương tự hai thằng tăng đó là thằng châu Á và châu Âu, để mình nói rồi, châu Á, châu Âu tăng. Likewise, rồi, biết sao vậy? Tỷ lệ the proportion of Asian and châu Á với lại châu Phi chứ, châu Phi đen đen nè, châu Phi da đen ha, nguyên miếng cũng đen luôn. 10 lên 15%. Ok, thì là Asian and African students cũng tăng, nhưng mà không dùng động từ nữa. Ok, là rise, dùng dùng witness là witness a rise, a decrease cũng được, tự em a decrease và hai tăng giống nhau nữa đó rồi. 5%. Mình nhớ nãy mình động từ á là mình dùng by đó rồi. Ít dùng danh từ luôn chứ không đúng rồi, 5% hết rồi. Từ 15% và 10% in 2010. Thằng này là 15 nè, châu Á là 15%, châu Phi là 10 nè ha. Còn năm 2010 to 20% and 15% in the former year, chỉ là last year chứ. Đây mình ngừng ngừng viết này đi. The former year. À, mình ngừng ngừng viết cặp này vô ha. Năm đầu, năm sau. Cho giám khảo biết là mình cũng rất là dữ dội. Ok. Rồi, nó là ba đối tượng tăng liên kết nhau bằng từ likewise. Và bây giờ thầy sẽ viết động thứ hai là cho ba đối tượng giảm và không đổi. Ok. Thì cái mấy kia nó tăng, cái nhóm còn lại nó sẽ giảm và ngược lại đúng không? Thì mình bắt đầu từ in contrast. Ăn tiền trước đi đã. Và nếu như mà mình thấy ở trong cái phần overview của mình á, nó có in contrast rồi á, thì chúng ta là by contrast, khác hết sức rồi. Vậy ha. Ngược lại mình thấy là tỷ lệ của thằng Oceania, tức là sinh viên này nè, 20 xuống cùng 10 nè. Rồi, mình sẽ viết như thế nào đây? In contrast, the percentage, proportionally dùng rồi, percentage dùng rồi, the share, chúng ta đổi chút. The share of sinh viên từ châu Đại Dương, the share of students from Oceania, thầy cũng dùng động từ này luôn, so giảm gấp đôi ấy, từ 20 xuống 10 nè, giảm gấp đôi, so a twofold decrease from 20%, lặp lại những cái này khỏi lặp lại cũng được nhé. After 10 years, dùng vậy hả? Em muốn ghi năm cũng được nha. Dùng ghi là in 2010, 2010, 2010, in 2010. Nói chung là biết sao cũng được, cách nào cũng được. Thì rất biết. Rồi. Nhưng mà mình cũng ráng mà so sánh chút xíu cho thấy là nếu không so sánh thì cái bài nó hơi trơ ha. Thật ra cái đoạn nãy khi mà nó là hai thằng này cùng tăng 5% á là để cho thấy là mình có sự so sánh về giữa hai nước đó rồi. Ok, thì mình thấy khi nó giảm xuống còn 10% nó bằng với nào biết không, nó bằng với lượng sinh viên này, tức là sinh viên của thằng European ha. Nó hai là bằng nhau ha, mình phải so sánh được. Bên câu là
equal hoặc là which were equal, which were equal cũng được, hoặc là equal cũng được, để ghi là bằng với equal to the proportion of European student. Nhưng mà cái thằng này nè, nó cũng giảm, nó cũng giảm từ 15% đúng không? Như là which also fail by 15% to from 15% in 2010. Có nghĩa là thằng này nó cũng giảm 5%, nhưng mà cái sự giảm này á, mình nãy giảm ở kia là dùng nè, danh từ á là up, increase up, còn đây là động từ dùng by ha. Và từ 15% xuống bao nhiêu? Xuống 10% mình khỏi ghi, tại vì mình đã ghi thằng này rồi, mà nó bằng nhau ta hiểu rồi ha. Cuối cùng thằng còn lại, cái thằng duy nhất Dũng không đổi là America, vậy là American words. Cái đám sinh viên Mỹ was the only group mà cái tỷ lệ của nó, the percentage remain unchanged, tỷ lệ của nó là không thay đổi, remain unchanged hoặc là constant, nãy mình dùng constant hay là stable cũng được, constant after 10 years ở mức 10%. Ví dụ vậy, để đây rồi mình xuống đến đây rồi. Cách hai rồi, vậy là thầy vừa viết cho em bài phân tích của biểu đồ này bằng cả hai cách khác nhau cho phần thân bài. Với cái cách thì thầy đã liệt kê đây rồi và thầy đã viết cho em coi rồi. Ok, thì một cái bài viết lúc nào cũng có nhiều cách, mình chọn ngay cách nào viết cũng được. Thì ra mỗi cách có một ưu điểm khuyết điểm riêng, mỗi cách có ưu điểm khuyết điểm riêng, và nếu bạn nào thích thì mình sẽ tìm hiểu coi thực ra là hai cách nó khác nhau chỗ nào. Nó có ưu điểm khuyết điểm riêng hết á, mà tại vì giờ không có thời gian thầy cũng nói được nữa. Thôi vậy nha, kết thúc bài ở đây để giao đề cho biết. Dễ không chị Nga? Thấy chị học từ vô quá vậy. Thôi mình kết thúc lớp ở đây nha. Bye bye everyone. Bye bye. Bye teacher. Okay.